nam em gây lo lắng khi để lộ thân hình gầy gò thiếu sức sống. Hoa khôi nam em khiến khán giả lo lắng về tình trạng sức khỏe hiện tại. Mới đây, nam em đã đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội khiến khán giả lo lắng và quan tâm. Cụ thể, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long chia sẻ bức hình diện áo bó sát ôm cơ thể để lộ vòng eo con kiến. Người đẹp sinh năm 1996 còn tiết lộ về tình trạng hiện tại, còn mỗi bộ xương. Hình ảnh gầy gò và vóc dáng mảnh khảnh, khẳng khiu này của nam em khiến khán giả lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của cô. Nam em đăng quang cuộc thi hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Sau đó, cô đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất 2016 và dừng chân ở top 8. Nam em tiếp tục tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và đạt thành tích top 10. Người đẹp sinh năm 1996 gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu nhan sắc rạng rỡ. Không chỉ hoạt động showbiz Việt với vai trò là diễn viên, nam em còn lấn sân sang diễn xuất và ca hát.